Thưa quý vị, không có đường lớn vào khu sản xuất, sản phẩm nông lâm nghiệp của bà con bản Nà Đò, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên bị đội chi phí vận chuyển, giá bán thường thấp hơn. Mong muốn có một con đường lớn hơn, vừa thuận tiện cho việc đi lại, vừa giúp vận chuyển tiêu thụ nông sản tốt hơn. Vậy nên cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, ủng hộ việc mở đường. Khi biết huyện Bảo Yên có chủ trương hỗ trợ đầu tư tuyến đường vào khu trồng hàng trăm hecta quế của hai bản Nà Đò và bản Qua, nhiều hộ dân ở Nà Đò đã tình nguyện hiến đất mở đường. Bà con cho rằng việc hiến đất này không chỉ tốt cho gia đình mình mà còn vì lợi ích chung của cộng đồng. Bản thân tôi thì cũng thấy mở đường to ra thì nó đi lại thuận tiện và tạo lại cái công ăn về đường xá đi lại cho bà con, nó đi lại thuận tiện hơn. Sau đó thì mình cũng thấy tuyên truyền bảo hiến đất làm đường, thế mình cũng hiến đất làm đường mở rộng ra cho nó đi lại thoải mái. Mở đường cũng đi qua đất nương nhà mình thì cũng là tiện với công việc mình đi lại. Xong là cái lúc mà mưa đến mình có thể là xe ô tô đi được qua thì mình cũng chẳng nghĩ gì, cũng hiến đất để làm đường thôi. Thay cho con đường mòn trước đây, giờ đường vào thôn đã rộng hơn, được bê tông xi măng đi lại thuận tiện. Để hoàn thành được tuyến đường dài 1,5 km, cùng với nguồn đầu tư trên 2 tỷ đồng của nhà nước, người dân hai thôn đã tích cực hưởng ứng. Riêng người dân bản Nà Đò đã hiến gần 3.000 m2 đất cùng hàng nghìn cây quế và ngày công lao động, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Để các hộ dân nắm được cái lợi thế và cái nâng cao cái giá trị canh tác trên cây nông nghiệp để sản xuất, thì chúng tôi đã đến vận động và tuyên truyền về cái lợi ích của sau khi mở được cái tuyến đường đổ bê tông xong, thì chúng tôi cũng đã đến từng hộ dân để tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con thuận lợi hơn, giá nông sản cũng tăng khi từ thường và tận nơi thu mua. Kết quả này không chỉ giúp thôn hoàn thành tiêu chí giao thông, được ghi danh trong phong trào học và làm theo Bác, mà còn giúp việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững hơn.